Thưa quý vị, mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các vi phạm trong vụ việc học viên cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ủy ban quốc gia về công tác cai nghiện ma túy và tại hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban quốc gia. Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10 tháng 3 năm 2024.